Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, kính thưa các quý thầy cô, kính thưa toàn thể các quý vị các anh chị trong khán trường. Ra thì hôm nay chúng tôi đã rất là vinh dự được trình bày ở đây với cái quan điểm chút về vấn đề thực sự là cũng rất là nóng. Và trong những cái vấn đề nóng nhất là vấn đề là nhiễm trùng bệnh viện, đặc biệt là trong ICU và vấn đề là hiện đây đó là viêm phổi liên quan thở máy. Thứ nhất là vấn đề định nghĩa của viêm phổi liên quan thở máy. Thực sự viêm phổi liên quan thở máy là cái viêm phổi mà xảy ra ở cái bệnh nhân mà đang thở máy được 48 tiếng trở lên, đấy là định nghĩa. Và cho đến bây giờ thì sau cái hướng dẫn của hội truyền nhiễm Mỹ và hội đồng Mỹ thì năm 2016 thì cái định nghĩa này vẫn giữ nguyên, không thay đổi có định nghĩa trước đây. Thế tuy nhiên thì nó khó là trong cái trường hợp bệnh nhân thở máy thì những cái dấu hiệu của viêm phổi trên bệnh nhân thở máy thì nó bị ảnh hưởng nhiễu rất nhiều các yếu tố. Thế chính vì thế mà cho đến bây giờ thì vẫn không có một cái tiêu chuẩn nào là cái tiêu chuẩn vàng để đưa ra để mà chẩn đoán được cái xác định là đây là viêm phổi liên quan thở máy. Nên là một lần nữa thì thực sự trong khi mà chúng ta cân nhắc cái việc mà chẩn đoán viêm phổi liên quan thở máy, bởi vì các yếu tố rất là nguy cơ mà đặc biệt là nguy cơ tử vong của nó, thì chúng ta phải đặt ra các vấn đề để chẩn đoán phân biệt của viêm phổi liên quan thở máy. Và cái bước đầu tiên trong cái phân loại của viêm phổi liên quan thở máy thì người ta theo cái kinh điển nghiên cứu từ năm 87 thì người ta chia ra là cái viêm phổi liên quan thở máy sớm và trễ. Sớm là tức là trong vòng 4 ngày đầu khi mà bệnh nhân thở máy, và trễ là từ ngày thứ 5 trở đi. Bởi vì trong cái nghiên cứu này người ta thấy rằng là cái viêm phổi liên quan thở máy sớm ấy, thì thường là liên quan đến những cái căn nguyên của cái đường hô hấp trên như là cái phế cầu hay hemophilus, thì những cái căn nguyên mà còn nhạy cảm kháng sinh. Thế còn lại những cái viêm phổi mà liên quan đến thở máy muộn, tức là từ ngày thứ 5 trở đi, thì thường liên quan đến cái căn nguyên mà kháng sinh. Cái này là không biết nổi. Đây là cái biểu đồ cho chúng thấy là trong những nghiên cứu trước đây thì người ta đều phân loại ra là cái viêm phổi hay là bệnh viện hoặc là viêm phổi liên quan thở máy sớm và muộn. Và chúng ta thấy là cái hậu quả của cái việc mà viêm phổi liên quan thở máy sớm và cái viêm phổi cộng đồng thì chúng thấy là cái tỷ lệ tử vong trong viêm phổi liên quan thở máy thì cao hơn hẳn trong cái chuyện mà so sánh cái viêm phổi đây là viêm phổi liên quan thở máy và viêm phổi bệnh viện. Và trước đây thì chúng ta thấy là so với lại viêm phổi cộng đồng, còn trước đây thì chúng ta thấy là người ta chia ra thêm một cái viêm phổi nữa là viêm phổi liên quan chăm sóc y tế. Thế nhưng mà sau những nghiên cứu gần đây thì chúng ta thấy rằng là cái ảnh hưởng của viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế với lại cái viêm phổi bệnh viện thì nó tương đối là cái gây ra cái tỷ lệ tử vong gần nhau. Thì đây là cái mà nghiên cứu trước đây từ năm 2010. Thế còn hiện tại bây giờ thì những nghiên cứu mới đây thì người ta không thấy như thế nữa, và người ta thấy rằng là cái mà ảnh hưởng tử vong cũng như là cái căn nguyên mà gây ra cái viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế này thì nó gần với lại là viêm phổi cộng đồng hơn. Về cái dịch tễ học của cái viêm phổi liên quan thở máy thì chúng ta biết là ở các nước phát triển như là những dữ liệu ở châu Âu, ở châu Mỹ thì thực sự là cái tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy người ta chỉ chiếm trong khoảng dao động từ 6,4 đến 16%. Thế còn các nước phát triển thì cũng thấy rằng theo những cái nghiên cứu lớn thì của Rostam thì là cái tỷ lệ mà viêm phổi liên quan thở máy thì nó dao động từ 14. Trong cái giai đoạn đầu từ là 2002 đến 2007 thì nó khoảng tầm là gần 20 trường hợp trong 1.000 ngày thở máy. Đến cái giai đoạn từ 2007 đến 2012 thì nó đã có xu hướng nó giảm xuống là còn gần 15 ca trên 1.000 ngày thở máy. Thế và nghiên cứu Ấn Độ thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ viêm quan thở máy thì rất là lớn, nó khoảng là 38% cho bệnh nhân ICU, và trong đó thì cái tỷ lệ mà mắc là 40 ca trên 1.000 ngày thở máy. Thế và nghiên cứu của Trung Quốc năm 2010-2011 thì cái viêm phổi liên quan thở máy ở cái khoa hồi sức nội thì nó khoảng 25% và khoa hồi sức ngoại thì khoảng gần 27%. Thế và theo một cái tổng kết của Arabi ở các cái nước đang phát triển từ năm 1966 đến 2007 thì thấy là cái tỷ lệ mà mắc viêm phổi liên quan thở máy dao động từ 10 trên 1.000 ngày thở máy cho đến là gần 42 ca trên 1.000 ngày thở máy. Thì tóm lại là những cái tổng kết này cho thấy là các nước phát triển thì cái tỷ lệ mà viêm phổi liên quan thở máy trong ICU rất là cao, nó gấp đôi so với gấp 3 lần so với các nước phát triển, nó khoảng 25 đến 38%. Và cái tỷ lệ mắc của nó là mắc tích lũy của nó là 15 đến 42 ca trên 1.000 ngày thở máy. Thế và một cái bài review gần đây nhất năm 2018 và có cái phân tích meta thì tôi thấy rằng là
Hầu như các nước chúng ta thì cái tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy 10 đến trên 30%. Và đặc biệt là chúng ta thấy là trong cùng nước chẳng nữa thì chúng ta thấy là các cái vùng khác nhau thì các tỷ lệ liên quan thở máy khác nhau. Cái này nó phản ánh là cái đặc điểm dịch tễ của từng cái cơ sở bệnh viện mà có ICU 1. Về cái thực trạng liên quan thở máy ở Việt Nam thì sao? Thì chúng ta thấy là ở theo cái nghiên cứu ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thì năm 2012 thì cái tỷ lệ này nó là hơn 17%. Còn ở Bệnh viện Bạch Mai năm 2009 của Trương Anh Thư thì cái tỷ lệ nó khoảng 18,9%. Và cái trường hợp là khảo sát năm 2013, các nhiễm trùng bệnh viện tại các khoa ICU của 16 bệnh viện ở Việt Nam, cả Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện tỉnh, thì có tỷ lệ chung của cái nhiễm trùng bệnh viện là khoảng 30%, và trong đó thì cái tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy khoảng 18%. Một nghiên cứu nữa của Bạch Mai năm trong cái đề tài nghiên cứu sinh của anh Trần Hữu Thông thì là năm 2009-2013 thì thấy rằng là theo một cái thử nghiệm lâm sàng của đối chứng sử dụng cái ống nội quản có hút trên khớp thì ở cái nhóm chứng thì người thấy là cái tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy nó tận là 56,6%, tức là gần như hơn một nửa trường hợp bệnh nhân thở máy có viêm phổi liên quan thở máy. Và ở cái nhóm mà có hút trên khớp thì cái tỷ lệ này thì cũng giảm xuống chỉ được, nhưng mà vẫn ở cái mức rất cao là 39%. Và cái nghiên cứu gần đây nhất thì là theo dõi ở ba cái bệnh viện trung ương năm 2015-2016 là một nghiên cứu tiến cứu thì cái tỷ lệ chung của viêm phổi liên quan thở máy ở đây có 9,9%. Thì ra cái này thì có vẻ chúng ta thấy là có vẻ như thấp xuống, nhưng thực sự là cái này là người ta sử dụng cái định nghĩa viêm phổi liên quan thở máy của CC năm 2013. Và cái định nghĩa này thì người ta sử dụng là cái thay đổi cái độ bão hòa oxy máu là một trong những tiêu chuẩn chính của theo cái khảo sát của CDC Hoa Kỳ, nên ra là cái, và sau đó thì cũng rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là sử dụng cái định nghĩa này để mà khảo sát thì là cái tỷ lệ mà phát hiện cái viêm phổi liên quan thở máy nó thấp, nên là cái này thì có thể con số nó không chính xác. Nhưng mà cũng trong nghiên cứu này thì cho thấy là cái viêm phổi liên quan nhiễm trùng hô hấp liên quan thở máy thì nó ở tận tức là gần 25%, thì con số này có lẽ nó phản ánh gần chính xác hơn mức độ mà viêm phổi liên quan thở máy ở Việt Nam. Thế và đây là chúng ta thấy một cái khảo sát của Thái Lan để chúng ta thấy là ở đây thì người ta tìm cái căn nguyên để gây ra cái nhiễm trùng bệnh viện. Thì đây người ta khảo sát ở trong 9 tỉnh ở phía Bắc của Thái Lan thôi, và trong cái khoảng thời gian là từ 2002 đến 2004. Thế thì chúng ta thấy là cái mà căn nguyên ở trong đây chúng ta lấy là cái viêm nhiễm trùng bệnh viện, mà nhiễm trùng máu trong bệnh viện. Thì ở cái 10 bệnh viện này, tức là nó không phải bệnh viện trung ương mà cái bệnh viện ở phía Bắc của Thái Lan, thì thấy là cái tỷ lệ mà coi như là các cái vi khuẩn kháng các carbapenem cũng rất là cao rồi. Với cái kháng coi như Acinetobacter thì nó kháng đến 64%, và trực khuẩn của xanh thì là 26%, còn Klebsiella thì thấp hơn. Nhưng mà đương nhiên Klebsiella này nó kháng các carbapenem thấp, nhưng mà nó kháng với cả Cephalosporin đã là đến 70%. Thì chúng ta thấy rằng là với Thái Lan thì thực sự là cái khả năng mà người ta quán xuyến vấn đề mà sử dụng kháng sinh thì nó tốt hơn mình rất là nhiều. Nhưng với một nghiên cứu này ở các tỉnh thì chúng ta thấy là cái thực sự là một cái thực trạng mà kháng sinh. Thế về căn nguyên ở Việt Nam thì cũng thấy là trong nghiên cứu 2009 ở Bạch Mai thì cái căn nguyên chủ yếu là cái Acinetobacter baumannii, trực khuẩn mù xanh Klebsiella, và trong đó thì cái kháng của với cái carbapenem của Acinetobacter baumannii thì rất là cao, chỉ hơn 90%, và trực khuẩn mù xanh thì gần 70%. Và cũng tại Bạch Mai năm 2013 thì thấy là cái căn nguyên thì cũng rất là cao của từ Acinetobacter baumannii, Klebsiella và trực khuẩn mù xanh, trong đó cái tỷ lệ kháng carbapenem thì là 75-15/10%. Thế và một cái cũng là trong cái khảo sát năm 2013 thì thấy rằng cái căn nguyên mà gây ra nhiễm trùng bệnh viện trong đó là chủ yếu là nhiễm trùng hấp, thì cái căn nguyên của Acinetobacter bao nhiêu là cao nhất, và cái tỷ lệ kháng cũng sấp xỉ là 90%, và trực khuẩn màu xanh là kháng các ba anh em nên chiếm đến 55%. Và các trong các cái nhóm mà Enterobacteriaceae thì trong đó Klebsiella thì Klebsiella có 15% là đã kháng với các carbapenem rồi. Đấy là thực sự là cái rất là báo động. Về vấn đề tụ cầu thì cũng thấy là tụ cầu chúng ta ít được khi đề cập, bởi vì thực ra cái tỷ lệ mà chúng ta gặp tụ cầu thì ít hơn, nhưng mà cái tụ cầu mà kháng với Selin đã chiếm đến 75%. Và đặc biệt là cả cái Enterococci này thì cái kháng vancomycin đã chiếm đến 57%. Thế về theo cái thống kê gần đây nhất của cái nghiên cứu SMART năm 2015-2016 ở 4 bệnh viện thì chúng ta thấy là cái căn nguyên mà gây ra cái nhiễm trùng hô hấp người ta phân lập được từ cái đường nhiễm trùng hô hấp dưới thì hầu hết
có bốn cái căn nguyên chính này thì đã chiếm đến coi như là gần hơn 90%, tức là Acinetobacter baumannii, trực khuẩn mù xanh, Klebsiella và E. coli. Thì chúng ta thấy là đây là bốn căn nguyên mà nổi trội nhất trong cái việc gây ra cái bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới. Và vấn đề về kháng kháng sinh thì chúng ta thấy là cũng trong cái nghiên cứu đấy, cái cột màu xanh là năm 2015 và cột màu đỏ là 2016. Thì với Acinetobacter baumannii thì chúng ta thấy là đến gần sắp xỉ là 95% là đã kháng với cả carbapenem, tức là cái cơ hội để chúng ta sử dụng carbapenem ở đây gần như là đã không còn nữa. Cái trực khuẩn màu xanh thì là sắp xỉ 60-65% là đã kháng với carbapenem. Về cái Klebsiella chúng ta thấy là cái tỷ lệ kháng carbapenem nó đã ở cái mức 25% rồi. Thì cái này là sẽ là cái thông số rất là quan trọng để trong này chúng ta tham khảo trong cái việc mà xây dựng cái phác đồ chúng ta điều trị thế nào. Và cái cập nhật mới đây nhất ở trong của Hội Hồi sức cấp cứu và Hội Hô hấp Việt Nam trong cái đưa ra trong cái hướng dẫn điều trị mà cập nhật về VAP và viêm phổi bệnh viện. Thì chúng thấy rằng là các cái căn nguyên thì hầu hết nó là Acinetobacter baumannii, trực khuẩn màu xanh, Klebsiella. Và bên này thì cũng thế. Bên này thì nó là căn nguyên của nhiễm trùng bệnh viện ở một số bệnh viện ở các cái tuyến cơ sở hơn. Nhưng mà trong đó chúng ta chỉ lưu ý là cái căn nguyên về cái tụ cầu ở Việt Nam chúng ta thì đã ở cái mức có những bệnh viện là trên mức có trên 10% đến 15% ở đây. Thì cái này là cái mà chúng ta rất là quan tâm, vì là bên này trong cái viêm phổi liên quan thở máy. Bởi vì cái này cũng là sẽ là cái đưa vào cái việc mà chúng ta xác định cái gọi phác đồ điều trị theo kinh nghiệm như thế nào. Về vấn đề kháng sinh thì cũng thấy là ngay bản thân cái hướng dẫn đưa ra thì chúng ta đã cập nhật một cái kháng sinh của cái Acinetobacter baumannii. Thì cái ở đây là đưa ra cái tỷ lệ nhạy cảm thì nó đã còn rất thấp, cao nhất thì nó mới chỉ là gần 30%. Thì có như thế là 70% nó đã trên 70% là kháng với các baumannii. Thế với trực khuẩn mù xanh thì có khá hơn một chút, là ở cao nhất cái độ nhạy cảm nó lên đến là gần 70%, tức là 30% nó kháng các carbapenem. Thế còn Klebsiella ở đây thì ra nó cũng là kháng ở mức là trên 15%. Trong đó thì có một cái là cái E. coli ở đây thì còn khá hơn một chút, là đến cũng là sấp xỉ khoảng 10% là đã kháng với cả các carbapenem rồi. Và tụ cầu vàng thì là 45% đến 65% là kháng methicillin theo cái cập nhật được hướng dẫn này. Và cái ảnh hưởng của cái VAP ở Việt Nam thì sao? Thực ra thì cái này rất ít cái nghiên cứu để báo cáo về cái ảnh hưởng của VAP ở Việt Nam. Thì đây là một trong những nghiên cứu gần đây có xuất bản. Thì chúng ta thấy là với những cái trường hợp mà nhiễm trùng, đây là toàn bộ những trường hợp nhiễm trùng hấp, và đây là trường hợp mà không có nhiễm trùng hấp liên quan đến thở máy. Thế thì từ cái gần như là cái thời gian nằm viện thì kéo dài hơn 10 ngày. Thời gian thở máy thì chúng ta thấy cũng dài hơn gần gấp đôi. Và đặc biệt là chi phí điều trị trong ICU thì cũng gấp đôi so với lại cái trường hợp mà không có nhiễm trùng hô hấp liên quan thở máy, cũng như là cái thời gian nằm viện và cái chi phí điều trị tổng của toàn viện, chắc là trong cả một quá trình điều trị bên ngoài ICU nữa thì đều cao hơn cả. Và đặc biệt là chúng ta để ý là cái việc mà cái ngày sử dụng kháng sinh, ngày sử dụng kháng sinh ở đây thì nó gần như là gấp trên 10-12 ngày so với lại cái trung bình của cái việc mà không phải và viêm phổi. Còn cái tỷ lệ tử vong ở đây thì chúng ta thấy là nó không có cái sự khác biệt. Có thể là trong cái nghiên cứu này thì nó còn rất nhiều yếu tố, bởi vì là có thể là cái bản thân cái người mà đã bệnh nặng quá trong ICU, người ta tử vong trước khi mà người ta xuất hiện cái nhiễm trùng bệnh viện rồi. Thế về vấn đề điều trị thì sự là theo bây giờ cái xu hướng chung chúng ta biết là cách để tiếp cận điều trị thì bao giờ cũng thế, khởi đầu bằng kháng sinh kinh nghiệm và kháng sinh kinh nghiệm này thích hợp là đảm bảo để coi như chúng ta phủ được toàn bộ cái căn nguyên có thể gây ra cái tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân. Và cái việc mà đánh giá các yếu tố nguy cơ, trong đó có việc sử dụng kháng sinh trước đó, thì đấy là một trong yếu tố nguy cơ để mà cái bệnh nhân này có nhiễm cái vi khuẩn đa kháng hay không, và cần phối hợp kháng sinh trong trường hợp mà nhiễm do cái vi khuẩn đa kháng và những trường hợp mà viêm phổi bệnh viện nặng. Và chúng ta không quên cái việc mà chiến lược xuống thang, bởi khi mà chúng ta có xác định được cái căn nguyên gây bệnh như là cái đáp ứng điều trị lâm sàng. Đấy là cái cách thức mà điều trị.
Và trong cái vấn đề điều trị thì chúng ta lưu ý là có 4 cái đúng này, 4D này để chúng ta dễ nhớ. Một là cái việc mà chúng ta lựa chọn đúng thuốc. Thứ hai là cái việc mà chúng ta đúng liều. Thứ ba là đúng đủ cái thời gian. Và thứ tư là chúng ta phải xuống thang. Đấy. Thì trong cái việc mà đúng thuốc, đúng liều này thì nó lại rất là quan trọng nữa, bởi vì là trong từng cái đối tượng tượng một mà vấn đề mà chuyển hóa, vấn đề mà thanh thải của bệnh nhân khác nhau và chúng ta phải lựa chọn được cái liều nó phù hợp. Cũng như là cái việc mà chúng ta cách sử dụng thuốc bây giờ và cái thời gian dùng thuốc. Về nguyên tắc thì trong cái điều trị chúng ta phải sử dụng các kháng sinh trong tất cả những bệnh nhiễm trùng chứ không riêng gì là cái viêm phổi liên quan đến thở máy. Là kháng sinh thì chúng ta phải dùng sớm nhất có thể. Đặc biệt là người ta khuyến cáo tất cả các cái gala bây giờ là làm sao mà khi những trường hợp mà cần cái chỉ định kháng sinh thì chúng ta sử dụng trong cái giờ đầu tiên. Và kháng sinh ban đầu thì bao giờ cũng thế, chúng ta không có cái dữ liệu về vi sinh nên là đương nhiên chúng ta phải sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm. Và khi mà có cái kết quả mà xét nghiệm vi sinh và kết quả kháng sinh đồ thì chúng ta điều chỉnh cái kháng sinh nó phù hợp. Cùng với lại cái sự và thời gian kháng sinh thì nó phù hợp với lại từng cái bệnh nhân và cái đáp ứng lâm sàng. Nhưng nói chung thì người ta nói là trong trường hợp thông thường thì nó dùng trong khoảng 7 đến 8 ngày, kể cả các cái căn nguyên đa kháng. Và chú ý đảm bảo các cái việc mà chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân người bệnh. Thì sau đây thì tôi muốn giới thiệu thêm về cái vấn đề là cái hướng dẫn điều trị viêm phổi liên quan thở máy cho cái hội truyền nhiễm của Mỹ và hội đồng nghiệp Mỹ. Thế thì cái đầu tiên thì người ta cũng nói đến là tất cả là các nơi nên sử dụng các cái dữ liệu nhạy cảm vi sinh để mà sử dụng cái để tránh việc khi mà có cái kết quả dữ liệu vi sinh như thế thì để mà xuống thang để tránh được cái việc mà sử dụng cả cái kháng sinh cho cái điều trị tụ cầu lẫn là điều trị cái trực khuẩn gram âm. Cái này nó hết pin thì sao em? Nó không chiếu. Thế thì thứ nhất là vấn đề về trong cái chuẩn đoán về cái căn nguyên gây bệnh về VAP thì theo cái khuyến cáo này thì người ta khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng các cái cấy bán định lượng cái dịch mà hút khí quản qua cái ống sông. Đấy, để chúng ta xác định cái việc chẩn đoán cái căn nguyên mà gây VAP. Thì thực sự cái này thì người ta cũng lựa chọn trên cái phần lớn các nghiên cứu, bởi vì cho thấy là cái sử dụng cái biện pháp này với sử dụng các biện pháp xâm lấn như là sông có bàn chải hoặc là sông hai nòng có bảo vệ độ xa thì cái kết quả về cái tỷ lệ tử vong nó không khác biệt, nên người ta đưa khuyến cáo này. Chứ chúng ta không nên hiểu cái việc người ta khuyến cáo như này là cái việc mà chúng ta sử dụng các biện pháp xâm lấn để lấy bệnh phẩm không có giá trị. Và cái khuyến cáo tiếp theo của người ta thì đã thấy rằng là trong cái trường hợp mà nếu như chúng ta sử dụng các cái phương pháp mà xâm lấn, tức là sử dụng sông bàn chải có bảo vệ độ xa hoặc là cái sông hai nòng có bảo vệ độ xa rồi phế quản vi nang để chúng ta lấy bệnh phẩm và cấy định lượng, thì cái này nó cho phép chúng ta có quyết định cái việc mà ngừng kháng sinh nếu như mà cái cấy này nó ra cái ngưỡng mà cái vi khuẩn nó thấp hơn là cái ngưỡng mà để chuẩn đoán. Cái vấn đề tiếp theo là cái vấn đề là sử dụng các cái dấu ấn sinh học để trong chẩn đoán, thì theo cái tổng kết của cái hội truyền nhiễm của Mỹ như thế thì họ thấy rằng là nếu như sử dụng các cái dấu ấn sinh học thì nó không có giá trị để đưa lên cái vấn đề chẩn đoán, và cái việc chẩn đoán viêm phổi liên quan thở máy là chủ yếu người ta khuyến cáo là sử dụng vào các cái tiêu chuẩn lâm sàng chứ không nên kết hợp vào cái chẩn đoán. Bởi vì trong cái nghiên cứu này người ta tổng hợp thấy rằng là tất cả những cái dấu ấn sinh học này ở những bệnh nhân hồi sức, ở bệnh nhân thở máy thì nó bị nhiễu rất nhiều, bởi vì có rất nhiều yếu tố khác nó làm tăng các cái mức độ nồng độ của các dấu ấn sinh học này, nên là trong cái vấn đề chẩn đoán của viêm phổi liên quan thở máy thì nó không có nghĩa, nhưng mà nó sẽ có ý nghĩa trong cái việc mà chúng ta quyết định cái vấn đề là bệnh nhân có đáp ứng với điều trị hay không. Thế vấn đề mà điều trị theo kinh nghiệm thì đầu tiên người ta cũng đã khuyến cáo chúng ta là chúng ta phải dựa vào cái dữ liệu vi sinh và cái độ nhạy cảm kháng sinh của cái vi khuẩn mà lý tưởng nhất là tại các cái cơ sở chúng ta điều trị. Bởi vì cái viêm phổi liên quan thở máy nó mắc ở tại cơ sở nào thì cái gọi là dịch tễ học của vi sinh tại cơ sở đấy nó sẽ quyết định rất nhiều đến việc mà xảy ra cái căn nguyên mà gây ra cái viêm phổi liên quan thở máy. Đây là cái khuyến cáo người ta. Và trong thế thì cái yêu cầu trong cái vấn đề để điều trị kinh nghiệm thì chúng ta biết là người ta yêu cầu điều trị kinh nghiệm là phải đảm bảo được là
điều trị được tất cả các cái căn nguyên kể tụ cầu, trực khuẩn màu xanh và các trực khuẩn gram âm và các thuốc. Thế thì ở đây người ta đặt ra như thế là vì là cái mục tiêu của người ta. Trong cặp có cái chỉ, em xin lỗi mình. Thì bởi vì cái quan trọng là cái đích này, khi mà cái ban đưa ra cái phác đồ điều trị này, người ta đặt ra một cái target là cái đích là phải đạt được là trên 95% bệnh nhân được sử dụng kháng sinh đúng. Tức là như thế thì khi mà sử dụng một cái phác đồ điều trị kinh nghiệm ban đầu thì các kháng sinh sử dụng đấy nó phải bao phủ được trên 95% cái căn nguyên người ta phân lập được gây ra cái viêm phổi liên quan thở máy. Thế thì người ta sẽ bao gồm là một là kháng sinh phủ tụ cầu, hai là trực khuẩn mù xanh và các cái vi khuẩn gram âm khác. Thế thì trong cái kháng sinh mà điều trị tụ cầu thì trường hợp mà nếu như sử dụng các kháng sinh mà có tác dụng trên cái mà tụ cầu kháng methicillin thì trong cái trường hợp tức là kháng sinh vancomycin hoặc là linezolid khi mà bệnh nhân có cái yếu tố nguy cơ đa kháng, tức là cái ở đây chính là cái mà sử dụng kháng sinh tĩnh mạch trong vòng 90 ngày trước đó và ở một cái cơ sở ICU mà cái phân lập ra cái tụ cầu ấy có từ 10 đến 20% là tụ cầu là kháng em ở đây. Thế thì cái này chúng ta thấy là gần như là tất cả những cái thông số chúng ta có được từ trước ấy, thì cái mức độ kháng medicine ở tụ cầu của chúng ta đã là trên 45% rồi. Và người ta khuyến cáo nếu trường hợp mà các cái ICU mà không biết được cái tỷ lệ mà kháng MSA thì người ta cũng khuyến cáo là nên dùng cái này. Bởi vì để an toàn cho người bệnh thì người ta phải sử dụng cái này để bao phủ những trường hợp nó là cái tụ cầu mà kháng methicillin. Thế còn trường hợp mà không có cái yếu tố nguy cơ, cái lưu hành của cái tụ cầu kháng methicillin thấp thì lúc đấy người ta khuyên là sử dụng các cái kháng sinh này để có thể bao phủ được cái tụ cầu mà còn nhạy cảm với methicillin. Thế với trường hợp mà sử dụng kháng sinh cho cái gram âm, đặc biệt với trực khuẩn màu xanh dùng hai kháng sinh thì người ta khuyên là chỉ khi dùng hai kháng sinh khi mà có yếu tố nguy cơ đa kháng, có cái ICU mà có trên 10% cái vi khuẩn gram âm này nó kháng với kháng sinh sử dụng đơn trị. Thế thì cái này quay trở lại cái ở Việt Nam nãy chúng ta là tất cả những cái căn nguyên chúng ta tối thiểu như là E. coli thì đã trên 10% là đã kháng với cả các bạn bên em. Thì đây người ta nói là đơn trị thì chắc là thường là nói lên các thế hệ 3 cũng như là piracillin, nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta thấy là ngay cả thấp nhất là E. coli thì đã đến 10% là kháng các bạn bên em rồi. Và đây là các cái yếu tố nguy cơ của cái bản hướng dẫn người ta đưa ra. Nhất là trong những nguy cơ mà vi khuẩn gram âm đa kháng ấy, thì nó sẽ còn 5 cái yếu tố này. Một là cái trường hợp mà sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch trước đó trong vòng 90 ngày. Hai là bệnh nhân sốc, có sốc nhiễm khuẩn khi được chẩn đoán viêm phổi liên quan thở máy. Thứ ba là bệnh nhân này có cái ARS trước khi mà xuất hiện cái viêm phổi liên quan thở máy. Và trường hợp thứ tư là trường hợp mà bệnh nhân đã nằm viện từ 5 ngày trở lên. Thì chúng ta thấy lưu ý ở trong đây người ta đã đưa ra một cái khái niệm khác với lại trước đây. Trước đây là viêm phổi liên quan thở máy đưa ra là cái việc thở máy được 5 ngày trở lên. Nhưng trong cái hướng dẫn này thực ra là cùng là 5 ngày nhưng mà cái khái niệm sử dụng ở đây nó đã khác nhau. Vậy đây là người ta nói là khi bệnh nhân nằm viện từ 5 ngày trở lên thì lúc đấy là đã khác rồi. Có thể là người ta đây trong trường hợp này ví dụ như là người ta mới thở máy được có 3 ngày, người ta xuất hiện một cái viêm phổi như thế. Nhưng mà dự bệnh nhân này đã vào viện trước đó coi như là 3 ngày nữa rồi, tức là cái thời điểm mà xuất hiện viêm khoang thở máy đã là sau khi vào viện 6 ngày rồi. Thì cái đấy là cái mà chúng ta lưu ý được trong cái nghiên cứu của họ cho thấy như thế. Và trường hợp mà có cái chạy thận nhân tạo cấp cứu khi mà trước khi mà khởi phát của cái viêm phổi liên quan thở máy. Thì trong các yếu tố trên ấy thì có một cái yếu tố là tụ cầu mà kháng methicillin ấy thì nó không phải tất cả đấy, mà tụ cầu kháng methicillin nó chỉ có một yếu tố là sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch trong vòng 9 ngày trước đấy được. Thì đấy là một trong những yếu tố mà nguy cơ mà kháng những khuẩn tụ cầu. Và chính vì thế thì khi mà có các yếu tố nguy cơ như thế thì người ta khuyến cáo là sẽ phải lựa chọn một kháng sinh trong cái nhóm này cho các vi khuẩn gram dương, một kháng sinh trong cái nhóm này để mà điều trị cho trực khuẩn màu xanh nó thuộc nhóm beta lactam và một kháng sinh không thuộc nhóm beta lactam cũng tác dụng trên trực khuẩn màu xanh. Thì đấy là trong trường hợp mà bệnh nhân có yếu tố nguy cơ. Nhưng trong trường hợp này nếu như ta hiểu là chọn từ đây thì bệnh nhân ấy phải có yếu tố nguy cơ mà nhiễm tụ cầu kháng methicillin thì mới chọn kháng sinh ở đây. Còn nếu như bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ nhiễm tụ cầu kháng methicillin thì người ta chỉ chọn
một trong những kháng sinh khuyến cáo như là ở bên này có tác dụng trên tụ cầu, ví dụ như là cefepime hoặc là ví dụ như các nhóm carbapenem hoặc là fluoxacin, thì nó đều có tác dụng trên các cái tụ cầu mà còn nhạy cảm ấy, cả methicillin. Và nếu như mà có yếu tố nguy cơ mà vi khuẩn gram đa kháng thì họ phối hợp thêm một cái kháng sinh ở bên cầu này nữa. Tiếp theo thì cái việc khuyến cáo, chúng ta biết là bây giờ đấy tất cả những cái yếu tố để làm sao tối ưu hóa cái tác dụng của kháng sinh để tăng tác dụng diệt vi khuẩn, thì cái đấy là cái mà chúng ta phải dựa vào cái dược động học và dược lực học. Và trong cái dược lực học thì người ta khuyến cáo sự việc chúng ta phải sử dụng liều cao và đảm bảo theo cái cân nặng của bệnh nhân. Bởi vì giữa một cái người cùng là người lớn nhỉ, như một ông là 60 cân với một ông 90 cân thì nó khác hẳn nhau, nên cái việc chúng ta sử dụng kháng sinh khác nhau. Bên cạnh đấy thì chúng ta biết là những cái trường hợp như vào sốc chẳng hạn, thì các cái độ thanh thải của creatinine thì nó sẽ đã thay đổi khác nhau, thì cái lưu lượng tuần hoàn khác nhau như thế, thì cái việc mà chúng ta điều chỉnh theo cái PK/PD thì nó sẽ phải phù hợp hơn. Và trong cái việc mà tối ưu hóa cái liều thuốc để đảm bảo như thế, để đảm bảo là trên cái mic đấy, và cũng như là đảm bảo cái thời gian mà cái liều thuốc ở trên mic, thì người ta đưa ra những cái việc mà tăng số lần dùng thuốc hay là chúng ta tăng cái thời gian dùng thuốc. Thì chúng ta biết bây giờ hầu hết các khuyến cáo khi mà sử dụng thuốc để điều trị thì đều tăng cái thời gian truyền thuốc, ví dụ như là imitinem thì chúng ta có thể truyền trong 3 tiếng đồng hồ, hoặc là meronem có thể truyền tối đa trong 4 tiếng. Thế và một số cái ngay cả ceftazidime hay là cefepime có thể là duy trì cái liều thuốc kéo dài. Để mục tiêu là đạt cái nồng độ ở trên mic tối đa. Bởi vì nếu như chúng ta biết là cái thời gian mà trên mic mà dưới 40% thì nó không còn cái ý nghĩa để mà tiêu diệt nữa. Nên là mà trong những hợp nặng như thế thì theo cái ưu tiên khuyến cáo người ta nói là phải đảm bảo cả cái việc mà thời gian trên mic là 100% cho bệnh nhân. Và không những là cái thời gian trên mic mà 100% nữa, mà phải đảm bảo cái nồng độ thuốc là trên cái mức độ MIC, tức là mức độ ức chế tối thiểu là trên 4 lần, thì đảm bảo cái việc mà tác dụng tối đa, tối ưu của thuốc. Và thứ hai nữa là tránh cái chuyện mà kháng thuốc xảy ra. Với trường hợp mà vi khuẩn gram âm mà nó chỉ còn lại nhạy cảm với lại aminoglycosid hoặc là cái polymyxin, tức là thông thường mình là colistin, thì ở đây người ta khuyến cáo là người ta sử dụng cái colistin tĩnh mạch và phối hợp với lại cả khí dung. Và trong khuyến cáo này thì người ta thấy rằng người ta không có khuyến cáo phối hợp với lại các cái kháng sinh khác. Thế nhưng mà có lẽ là người ta dựa trên các nghiên cứu mà thấy rằng là không có sự khác biệt giữa cái gọi như là tỷ lệ mà khỏi, tỷ lệ mà tử vong giữa cái trường mà sử dụng colistin đường tĩnh mạch với khí dung với lại đơn độc so với lại việc mà kết hợp với lại kháng sinh khác. Thế nhưng mà cái này thì có lẽ là ở Việt Nam thì chúng ta sẽ khác hơn, bởi vì Việt Nam ta thì thực sự là cái kháng thuốc của chúng ta rất là lớn, không như giống như là họ. Nên là chúng ta phải có những cái cơ sở để chúng ta phải phối hợp kháng sinh. Và đây là cái minh chứng cho thấy là cái thời gian mà kéo dài, truyền kéo dài thì làm cho nó giảm bớt được cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Và đây là một cái phân tích cộp thì cũng cho thấy rằng nếu mà truyền thuốc kéo dài thì nó thấy là cái tỷ lệ tử vong nó giảm hơn so với lại chúng ta sử dụng thường quy. Và vấn đề về kháng sinh điều trị đặc hiệu thì chúng ta cũng lưu ý là mặc dù là chúng ta xác định trong trường hợp ví dụ đây là xác định ra cái trực khuẩn màu xanh rồi, và trực khuẩn màu xanh có nhạy cảm với kháng sinh, thì trong trường hợp này thì cũng giống như là bài báo cáo của giáo sư Giáp vừa rồi, là tùy theo cái mức độ nặng của bệnh nhân mà người ta sẽ cái phác đồ sử dụng nó sẽ khác nhau. Ví dụ như trong trường hợp này là bệnh nhân có sốc và nguy cơ tử vong cao thì người ta lại khuyến cáo cái việc mà chúng ta phải sử dụng hai kháng sinh. Còn nếu như mà không có cái sốc hoặc là không có nguy cơ tử vong thì lúc đấy là người ta sử dụng cái đơn trị liệu. Còn đương nhiên khuyến cáo là cái không sử dụng đơn độc với cả aminoglycosid. Và ngay trong trường hợp này nếu như bệnh nhân sốc khi mà đã ổn định, tức là đã thoát sốc được thì và có sáng dầu thì người ta khuyến cáo là chúng ta không còn phối hợp kháng sinh nữa mà chúng ta chuyển xuống đơn trị liệu theo kháng sinh đồ. Với các cái trường hợp mà vi khuẩn mà gram âm mà sinh ra IBL thì người ta khuyến cáo là sử dụng một kháng sinh theo kháng sinh đồ mà có tác dụng. Bên cạnh đó thì cũng còn thêm các yếu tố cụ thể của bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân điều chỉnh cho có suy gan, suy thận, tình trạng miễn dịch của bệnh nhân như nào sử dụng. Trường hợp mà nhiễm do Acinetobacter baumannii thì nếu như trong trường hợp này là còn nhạy cảm với lại carbapenem hoặc là ampicillin subactam thì chúng ta sẽ sử dụng hoặc là carbapenem hoặc là ampicillin subactam, cái mà ở Việt Nam ta hay có là cái unasin. Thế còn nếu như mà Acinetobacter baumannii kháng rồi thì chỉ còn nhạy cảm với polymyxin nữa thôi thì người ta phối hợp là dùng polymyxin tĩnh mạch và phối hợp với khí dung, thì cái này là của họ, mình sẽ có phải là điều chỉnh những cái này.
Thế và người ta khuyến cáo là không nên phối hợp với cả rifampicin, vì cái này là tăng cái tác dụng phụ nhân. Và có một cái khuyến cáo trong cái hội này nữa, của cái hội truyền nhiễm Mỹ này, thì người ta nói là không dùng ticagrelor cho cái AC này. Thế nhưng có lẽ đây là cả cái nghiên cứu trước đây, bởi vì người ta thấy rằng nếu những cái liều mà theo khuyến cáo mà điều trị cái viêm phổi liên quan thở máy thì nó làm không cái làm cho cái tỷ lệ tử vong ở cái bệnh nhân mà nhiễm Acinetobacter baumannii sử dụng ticagrelor thì là cao hơn. Nhưng mà những nghiên cứu gần đây với cái sử dụng cái liều cao của ticagrelor thì người ta cho thấy rằng cái cải thiện cái tỷ lệ tử vong ở cái bệnh nhân Acinetobacter baumannii này kháng. Và ngay cả cái nghiên cứu mà mới xuất bản gần đây nhất là năm 2018 thì chúng ta thấy là ticagrelor này có hiệu quả trên cái Acinetobacter baumannii đa kháng. Về vấn đề là các cái vi khuẩn mà kháng các con em chỉ còn nhạy cảm với colimicin thì cái này giống như lúc trước của các cái vi khuẩn đường âm thì là người ta cũng khuyến cáo là dùng colimicin phối hợp với cả khí dung. Và trong cái việc sử dụng khí dung ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta pha colistin để khí dung thì chúng ta pha với lại nước cất và chúng ta sử dụng ngay sau khi chúng ta pha, bởi vì là cái dung dịch này nó không bền vững, nếu chúng ta để lâu thì nó sẽ làm hỏng mất tác dụng của thuốc. Về cái thời gian điều trị thì chúng ta thấy mặc dù là cái viêm phổi liên quan thở máy rất là nặng như thế, thế nhưng mà hầu hết các cái nghiên cứu cho thấy rằng là không có sự khác biệt giữa cái điều trị 7 ngày với cái điều trị mà trên 7 ngày đến 15 ngày. Và chính vì thế thì cái hội này đưa ra là cái liệu trình kháng sinh là có dài 7 ngày là phù hợp. Và có thể là nó điều chỉnh theo tùy theo cái mức độ mà cải thiện lâm sàng của bệnh nhân, bởi vì đương nhiên là đấy là cái chung là như thế. Nhưng cũng như là trường hợp mà của giáo sư Giáp nãy đưa ra là cái trường hợp mà nếu như đã ứng lâm sàng rồi, tất cả mọi cái nó ổn định rồi thì với cái thời gian như thế chúng ta dừng là được. Nhưng nếu như trường hợp mà cái cải thiện lâm sàng nó chậm thì chúng ta phải xem xét tiếp tục điều trị, cũng như là chúng ta tìm hiểu cái căn nguyên nhân tại sao mà nó đáp ứng điều trị nó thấp. Và trong đây thì chúng ta thấy là như lúc trước thì về vấn đề chẩn đoán thì người ta không khuyến cáo sử dụng các cái marker dấu ấn sinh học để mà vấn đề chẩn đoán VAP, nhưng người ta lại khuyến là chúng ta nên sử dụng cái procinin này để mà có thể kết hợp với lại lâm sàng để mà có thể ngừng cái kháng điều chỉnh kháng sinh sớm hơn. Và nó cái việc này thì nó thấy rằng là nếu sử dụng các kết hợp cái procalcitonin này, tức là nó ở cái ngưỡng ở dưới 0,25 nanogram trên ml kết hợp với lại cái lâm sàng cải thiện thì người ta ngừng kháng sinh thì là cái tỷ lệ mà tử vong không khác biệt giữa cái nhóm mà tiếp tục sử dụng kháng sinh với cái nhóm mà ngừng sớm kháng sinh. Và như thế thì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều cho cái việc mà giảm bớt cái lượng kháng sinh sử dụng cũng như là giá thành điều trị. Và đương nhiên tất cả cái khuyến cáo bây giờ thì người ta thấy rằng là đều cái khuyến cáo chúng ta sử dụng cái việc mà xuống thang kháng sinh chứ không phải duy trì. Bởi vì nhiều khi chúng ta kết hợp kháng sinh rồi chúng ta thấy có kết quả đáp ứng tốt, kết quả vi sinh về rồi, nhưng mà khi mà nhiều khi là bác sĩ lại lo lắng và liệu là kết quả vi sinh có đúng hay không, chúng ta cứ tiếp tục xuống thang hay tiếp tục duy trì, thì những nghiên cứu cho thấy rằng là không xuống thang thì là cái tỷ lệ vong nó cao hơn và là xuống thang và chi phí nó cao hơn nữa. Và cũng một phần nữa là người ta nói là không sử dụng cái bảng điểm SPID này để ngừng việc kháng sinh, bởi vì cái này nó không đặc hiệu. Và đây là cho thấy một cái nghiên cứu trên bệnh nhân viêm phổi liên quan thở máy để cho thấy là cái vai trò của procalcitonin phối hợp với lâm sàng. Thì thấy là kể tất cả là từ cái thời gian mà điều trị ở đây thì đều được giảm xuống, thời gian sử dụng kháng sinh giảm xuống. Và đây là một cái nghiên cứu nữa thì thấy là cái việc mà tử vong, tỷ lệ tử vong với cả thất bại điều trị và tác dụng phụ thì ở cái nhóm mà sử dụng cái procalcitonin thì thấp hơn là cái việc mà chúng ta không sử dụng. Và đây là thêm một cái minh chứng để cho việc mà chúng ta sử dụng procalcitonin. Thì cái này thì nó nghiên cứu ở những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái mới đầu vào trong cái trường hợp nhiễm trùng, nhưng mà cái đây để khẳng định là cái procalcitonin này có thể dùng để mà sự ngừng kháng sinh ở cả trong cái nhiễm trùng bệnh viện và nhiễm trùng cộng đồng. Đây kết cục điều trị. Thế và có một cái nữa là xin giới thiệu các anh chị thì đây là một cái hướng dẫn khác thì cũng là của Mỹ nhưng nó là kiểu của Stanford. Thế thì trong cái này thì người ta cũng hướng dẫn là tương đối đầy đủ từ cái việc chúng ta chẩn đoán là dựa trên các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán trên lâm sàng và cách thức chúng ta lấy các cái bệnh phẩm để làm xét nghiệm. Và đặc biệt là người ta đưa ra cái việc mà chẩn đoán phân biệt. Và chúng ta biết là viêm phổi liên quan thở máy thì nó không có tiêu chuẩn vàng, nên là bắt buộc chúng ta phải có cái chẩn đoán phân biệt. Đây. Và trong cái này thì người ta cũng sử dụng theo cái khuyến cáo của cái hội truyền nhiễm Mỹ thôi. Nó có những cái trường hợp mà ít có nguy cơ. Thứ hai là những trường hợp mà có nguy cơ đa kháng thì người ta sử dụng một cái trên tụ cầu. Một
sử dụng một cái vi kháng sinh có trên vi khuẩn gram âm có tác dụng trên trực khuẩn màu xanh, và thêm một trường hợp nữa, tức là trong trường hợp mà người ta nghi ngờ cái trực khuẩn màu xanh hoặc vi khuẩn đa kháng này thì thêm một cái kháng sinh trên trực khuẩn màu xanh nữa, thì tức là nó hoàn toàn là theo cái hướng dẫn của Hội Truyền nhiễm Mỹ. Thế và trong này thì nó có một cái nữa là ở đây nó có nhắc đến một cái là cái liệu trình kháng sinh điều trị thay thế. Thì trong cái trường hợp mà nếu mà nghi ngờ cái cơ sở mà có cái vi khuẩn mà nghi ngờ nó kháng với cả các ba bên em thì người ta phải sử dụng một cái kháng sinh khác để thay thế, tức là trong trường hợp này thì người ta sử dụng cái ceftazidime và kết hợp với lại cái avibactam, nhưng ở Việt Nam thì chúng ta chưa có cái sản phẩm này, nên thì cái việc như thế thì chúng ta phải, đây là cái yếu tố mà chúng ta phải xem xét cân nhắc trong cái việc mà cái liệu trình điều trị kinh nghiệm của chúng ta có phải sử dụng cái colistin vào đó trong này hay không, bởi vì cái thực sự là cái tỷ lệ kháng các ba bên em của chúng ta là quá cao. Và trong tất cả các khuyến cáo thì ở khuyến nghị cáo này cũng thế thôi, chúng ta cũng đều phải coi như theo cái chiều hướng ở xuống thang, nếu như kết quả chúng ta không có cấy ra cái tụ cầu kháng insulin đấy, hoặc là không có ra tụ cầu nữa thì chúng ta sẵn sàng bỏ cái thuốc mà chúng ta điều trị tụ cầu nếu mà trước đó chúng ta dùng. Và cái liệu trình điều trị ở đây thì người ta cũng chỉ giới hạn trong khoảng 8 ngày. Thế còn những cái trường hợp mà vi khuẩn có cái sức đề kháng lớn như là trực khuẩn màu xanh AC thì có thể là kéo dài hơn, nhưng mà nó cũng chỉ khoảng tầm 14 ngày. Về cái hướng dẫn điều trị ở đây thì chúng ta thấy là trong cái hướng dẫn điều trị hồi sức cấp cứu năm 2015 thì có một cái khuyến cáo là chúng ta có một cái tiêu chuẩn chẩn đoán ấy, là chúng ta cấy cái dịch phế quản này dương tính, nhưng mà thực sự là cái này nó rất là khó, vì cấy dương tính tức là nó là cấy định tính, và cấy định tính ở đây thì thực sự là khi mà bệnh nhân đặt ống nội khí quản mà thở máy thì nó rất nhiều các cái vi khuẩn colonic, nên là cái này là cái mà chúng ta phải xem xét, cái chính là chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào cái lâm sàng để chẩn đoán của vi khuẩn liên quan thở máy. Ở đây là cái hướng dẫn điều trị của cái mới nhất của Hội Hồi sức và Hô hấp thì đưa ra, thì cái này cũng đưa theo của cái truyền nhiễm Hoa Kỳ vào. Thế thì với cái việc mà cái tỷ lệ mà kháng thuốc ở Việt Nam như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ phải lựa chọn như thế nào? Bởi vì tất cả những thông số chúng ta thấy là đây là những cái vi khuẩn mà thường gặp nhất của chúng ta, và cái tỷ lệ mà kháng với các ba bên em thì đều từ mức là trên 10% trở lên cùng với lại cái tụ cầu này. Thế vì nếu theo cái khuyến cáo của này thì chúng ta đương nhiên chúng ta sẽ phải dùng hết cả tiếp. Thì nếu như thế thì chúng ta sẽ phải dùng tại sao? Bởi vì là tất cả đều là kháng các ba bên em thì cái kháng sinh lựa chọn đầu tay chúng ta sẽ phải là colistin phối hợp với một cái các ba bên em. Bởi vì chúng ta biết là cái phối hợp này nó làm tăng cái tác dụng để mà diệt cái vi khuẩn của colistin lên. Và nếu mà trong trường hợp mà các cái cơ sở mà có cái tụ cầu mà từ 10% trở lên thì chúng ta nên sử dụng vancomycin hoặc linezolid. Đây là cái việc mà chúng ta nên sử dụng kéo dài trong trường hợp này. Tiếp. Và đây là cái phối hợp giữa sử dụng các ba bên em để cho thấy là cái hiệu đồng tác dụng của nó, và nó có cái thời gian sống sót tốt hơn là nếu như ta không có các bạn bên em. Mà cái này phối hợp thì có thể chúng ta đây là thêm một cái bằng chứng để chúng thấy là cái việc mà chúng ta phối hợp các bạn bên em mà và xuống thang thì cái giảm cái chi phí điều trị và tỷ lệ tử vong. Tiếp. Và đây một cái đánh giá nữa để xem là cái hiệp đồng tác dụng giữa imipenem và colistin so với lại cả meropenem và colistin, thì thấy rằng là phối hợp giữa imipenem và colistin thì cho tác dụng hiệp đồng là 100%, còn trong khi đó meropenem thì hơn 70%. Tiếp theo là cái việc mà sau khi chúng ta điều trị như thế thì cái việc mà đánh giá và điều chỉnh kháng sinh cũng như là cái việc mà chẩn đoán lại cái chẩn đoán VAP ban đầu là rất quan trọng. Thì cái việc mà chúng ta phải đánh giá độ nặng của bệnh nhân đấy, và theo dõi các cái xét nghiệm lâm sàng cũng như là các cái xét nghiệm sinh học trong 24 giờ đầu. Nếu như mà trong trường hợp là bệnh nhân vào sốc thì chúng ta phải làm như này, bởi vì cái quan điểm chúng ta biết là nếu chúng ta sử dụng kháng sinh chậm 1 giờ thôi với trong hợp nhiễm trùng thì cái tỷ lệ tử vong đã tăng trong nhiễm khuẩn huyết thì đã tăng lên 7%. Thế thì nếu như trong thời điều trị mà nhiễm trùng bệnh viện, nếu như mà chúng ta 24 tiếng sau chúng ta đánh giá mà nếu như không đảm bảo được gì thì chúng ta phải điều chỉnh để như thế, nếu có để lâu quá thì cái nguy cơ tử vong sẽ tăng lên. Còn cái này thì nó là chung với cái điều trị. Thế vậy thì tóm lại là chúng ta thấy là cái viêm phổi liên quan thở máy ở Việt Nam chúng ta thì rất là cao, kể cả vấn đề và cái hậu quả từ tử vong và các cái phân tầng các yếu tố nguy cơ và cũng như là cái mức độ tình trạng của bệnh nhân thì cho phép chúng ta là lựa chọn cái kháng sinh ban đầu nó phù hợp, và cái việc mà chúng ta sử dụng đúng cái PK/PD này để làm sao là tăng cái hiệu quả điều trị cũng như là liều thuốc sử dụng cho bệnh nhân.
và Imidem thì nó cũng là một trong những cái thuốc để có thể hợp trong cái điều trị phối hợp ban đầu và sau đó thì chúng ta xuống thang. Và một cái yếu tố quan trọng nữa là thực sự là chúng ta hết sức lưu ý là cái việc chúng ta phòng ngừa, ngăn ngừa cái viêm phổi liên quan thở máy nó quan trọng hơn rất nhiều so với chúng ta điều trị. Vì nếu mà chúng ta để xảy ra điều trị thì cứ vô cùng tốn kém, hậu quả rất là lớn. Và nhưng mà cái vấn đề là nguồn lực và cái cách thức thực hiện như thế nào thì cái này cần phải có cái sự vào cuộc rất lớn từ các nhà lãnh đạo cho đến các cái nhân viên làm việc. Vâng. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm.